Hello, chào anh nha. Mà Nhật Audio. Trong video hôm nay Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm ly. Đó là siêu hiếm gặp anh em ạ. Đến từ thương hiệu nội địa của Hà Lan là Philips. Và con này sẽ có tên model là 66RB772 anh em. Dòng mà dòng sản phẩm mà phân khúc giá rẻ thôi mà. Nhưng mà nó có một cái thiết kế rất là bắt mắt anh em. Đây cái này nó sẽ có thiết kế là vỏ gỗ nha anh em, rất trắng nhưng mà trưng bày và nó cũng rất là đẹp. Ở dòng này đặc biệt là trang bị chúng ta tổng cộng là 4 con sò sắt cho anh em, nên tiếng của nó cho ra nghe và nó rất là đặc biệt cho anh em, mà độ bùng nổ nó nghe và nó rất là tốt cho anh em. Dòng này nó là một trong những dòng sản phẩm mà khá là cổ rồi mà của Philips. Đây cái này sẽ có một cái đài radio, đài này nó sẽ phát sáng đèn màu vàng cho anh em, rất là đẹp anh em ạ. Và cái nút chức năng trong sản phẩm này, đầu tiên là chúng ta sẽ có nút để điều chỉnh về volume, ba lăng, bass, treble. Còn đây là nút để điều chỉnh về đài AM nha anh em. Còn đây là nút on off và nút nguồn nha anh em. Và để mà điều chỉnh về chơi mono và anh em chơi stereo. Còn đây là nút tone nha anh em. Và anh em nhấn vào thì sẽ điều chỉnh được hai dải à, bass và treble nha anh em, test và anh em với tín hiệu nghe nhạc từ CD, điện thoại hoặc máy vi tính. Ở bên đây là nút để điều chỉnh về đài FM nha anh em. Còn đây là nút ở trà đài. Đây mời anh em cùng xem qua về mặt sau của sản phẩm này. Đây mặt bên thì nó là vỏ gỗ nha anh em. Vỏ gỗ này thức cũng là rất là tốt nha anh em. Đây mặt sau dòng sản phẩm này, đây Philips model là 66RB772 nha anh em. Con này nó sẽ xài điện 220V, thì dòng điện mà hầu hết tất cả dòng sản phẩm mà của châu Âu đều sử dụng nha anh em. Công suất của nó là 22W. Con này chơi tốt được ở trở kháng 4 hoặc 8 ôm. Đây tên thương hiệu là Philips, tên model 66RB772 anh em. Còn bên đây là cổng tép để tín hiệu ở nhà cho anh em mua mình tặng luôn cho anh em một cái cọc dây chuyển từ cái cổng này ra cái giắc phun sen nha anh em. Còn bên đây anh em thấy là nó sẽ có một cái cổng mới làm rờ nha anh em. Còn bên đây là cái cổng mà anh em cắm dây AM hoặc dây FM để cho anh em phải mà bắt sóng đài radio tốt hơn. Còn về nội thất ở bên trong của âm ly Philips 66RB772 nó là rất là chi tiết và dày đặc cho anh em. Con này sẽ trang bị chúng ta một tâm phô rất là lớn, chạy một tự động nguồn nha anh em. Còn về hình thức thì nó chỉ cũ hơn 5 tháng thôi, nhưng mà con này thì nó sẽ chạy tổng cộng là 4 sò sắt cho anh em, nên tiếng con này cho ra nghe và nó rất là uy lực cho anh em. Và con này có thể mà chơi tốt đối với những cặp loa tầm 2,5 tấc hoặc 2 tấc đổ lại, nó sẽ cho ra sức âm hay nhất cho anh em. Chơi với những dòng sản phẩm loa của châu Âu ví dụ như là Fairbox và nó là hết bài rồi, nhưng mà và giá mình trả lại cho anh em nó cực kỳ là tốt, chỉ với 3.800.000 đồng. Nếu anh em muốn mua thì mới liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại của Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ mình sẽ bằng ngay bài test sức âm mở nhé. Thank you.
rồi anh em thấy sao về chất âm của âm đi Philip thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì em đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn em trong những video tới. Bye. Anh em thể vào trang facebook.com/Nhật Audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.